Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Đầu game tôi cứ pick mấy con rồng vào đá anh em nhá. Trận này thì truyền thuyết là có con rồng 5 đô. Đấy, mà meta này nói thật với anh em là tôi rất thích chơi những cái bộ bắn trưởng. Rất là hợp với tôi. Đánh bắn trưởng ở thường ở top. Thế nên là trận này cứ pick rồng vào đá anh em ạ. 5 rồng trận này là chơi được bởi vì không có tên Tsunami. À, chơi rất là ok đấy. Trận này cũng có cái khả quan đánh chuỗi thắng, nhưng mà ở dưới hàng chờ bây giờ đang có hai con đang đợi lên 2 sao rồi. Đấy, ui rồi ôi. À, ngon. Vậy là Heaven Bomber lên được 2 sao rồi, phải bỏ một con ra. Chắc bỏ con Evil Clay. Sandbow ở đầu game khá khỏe. Con này tạm thời bỏ ra đã. Rao sau đủ tiền áp cấp luôn. Trận này đánh rồng khá là ngon đấy. Không thấy có counter lắm. Mặc dù trận này không có con chúa quỷ thì chúng ta không chuyển sang ngũ long hóa hình, nhưng mà không sao. Cái bộ 5 rồng nó vẫn rất là ngon. 5 rồng 9m vẫn là chơi được luôn. Kể cả không có rớt anh em ạ. Không cần rớt, có rồng 5 đô chơi được. Cái quan trọng là nó có con Tsunami hay không thôi. Nếu mà không có thì rất là ok. Trận này có mấy layup chơi được, nhưng mà tôi chọn rồng. Về căn bản là vì mình hợp meta đánh bắn trưởng nên là chọn rồng. Trận này có thể chơi đỏ cũng được nhá. Gót đỏ được. Gót đỏ ngon đấy. Có Bad Omen, có Dust of Rift. Đây, rồng này. Ba con rồng luôn. Này chưa đủ tiền up cấp à? Bán một con đi. Bán sứ con orc đi. 3 rồng 3m. Heaven Bomber 2 sao. Đang này hy vọng là sẽ chiến thắng để có tiền mua con The So ở dưới. Thắng nổi không? Đội hình tương đối mạnh ấy chứ. Không có Blink nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể thua. Ok. Thunder xòe quạt ra được rồi. Rồi chắc chắn là ăn được rồi. Trận này có mấy bộ chơi được anh em ạ. Không phải chỉ có mũi rồng với cái đỏ đâu. Có Assassin nữa. Assassin khá là ngon. Exit thì đương nhiên là ngon rồi. Exit Witcher 6 cung là chơi được luôn nhá. Có kiếm hồn. Đấy. 4 bộ. 4 bộ đấy là chơi là rất ok. Ngoài ra có Greater, thứ Hunter thì nó là vẫn là bình thường. Chơi thì cũng có thể là chơi được, nhưng mà không mạnh tối đa được. Trận này sẽ có 5 bộ ở chơi được. Ai chơi Greater thì nói chung là cũng tôi cũng không ngán đâu. Gặp Greater 5 rồng này ăn được hết. Đấy, vẫn sẽ có những cái thằng nó sẽ chơi Hunter. Sau rồi nó sẽ chuyển sang Exit. 9 Exit là có luôn. Meta này nhường cho các bạn chơi đánh tay hết anh em ạ. Tôi cứ chơi bắn trưởng thôi. Chắc là phải đến rau quái thì mới kiếm sách được anh em ạ. Cái tầm này mà bỏ human vào là mất chuỗi ngay. Đấy. Chưa gặp thằng có chuỗi nhá. 06009 là chưa gặp đâu. Bây giờ mà gặp thì ngon. Đội hình đối thủ chưa quá mạnh. Chứ còn rao sau gặp thì chưa chắc ăn được đâu. Gặp sớm ấy. Cho sớm phát nhỉ. Đội hình tôi đang mạnh mà. 3 rồng này kết hợp với Heaven Bomber. Rồng vào phát là tung trưởng luôn. Khá là ngon đấy. Đây rồi. Hay quá nhỉ. Ok. Ăn được không? Được. Ui quả hết hồn ạ. Heaven Bomber chưa kịp tung trưởng thì đã bay màu. Rồi, cắt được cái chuỗi. Quá tuyệt vời. Thunder là nó còn sắp lên 2 sao này. Trận này mà cái con Thunder nó lên 2 sao thì có thể tôi sẽ cho 5 co luôn. Thunder 2 sao thường là nó sẽ co ở trong cái bộ 6m 5 rồng. Hoặc là 6 Exit 5 rồng. Tùy trận đấu.
Ở trận này tôi thấy là cũng ra cả Exit thì cũng có thể chuyển về cái bộ đấy cũng được. Bộ meta này bây giờ nó... Thực ra meta này nó cũng mạnh là do là có cái gậy xanh ấy. Còn nếu mà nó không có gậy xanh thì nó yếu hơn meta trước đấy anh em ạ. Tại sao lại yếu hơn? Bởi vì có cái sự thay đổi skill của con rồng ba đô ấy, con Sailing Dragon. Đấy, cái con đấy bây giờ nó không có khóa tướng, nó không có giảm cái sức mạnh tấn công của tướng nữa. Ngày trước là nó giảm sức mạnh tấn công của tướng chính co địch, giảm cả sức mạnh bắn trưởng lẫn là sức mạnh đánh tay luôn. Nên là cái con đấy nó khá là counter vào những cái đối thủ mà dồn đồ cho một co. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì cái con đấy nó chỉ là một cái trưởng bắn ra gây khá là ít đam. Ngoài ra thì nó cũng chỉ có cái hiệu ứng là đánh lé thôi, đánh trượt thôi. Đấy, thế nên là nếu mà có cái MKB đối thủ sẽ counter được luôn. Rất là dễ chơi. Mà cái hiệu ứng bắn trượt nó cũng chỉ có mấy giây thôi anh em ạ. Nói chung là sau khi thay đổi skill của con Sailing ấy, thì cái bộ 9m5 rồng nó cũng đã yếu đi rồi. Đấy, cái mà nó gỡ lại được nó chính là cái gậy xanh thôi. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ là gậy xanh nó là đồ cam. Nên là cái việc mà chúng ta đổi đồ cam sớm thì nó cũng mang tính chất nó khá hên xui anh em ạ. Round này gặp cái thằng Eco là tôi không làm gì cả. Round sau thì tôi sẽ up cấp lên và tôi sẽ xả hết tiền anh em nhá. Form cái đội hình về một cái đội hình mạnh đã. Chứ còn đội hình này nó hơi yếu, sẽ mất chuối. Up 7 xong mới roll. Kiếm 4 đô luôn. Rồi roll thôi. Ok. Lửa. Chắc phải 2 phát lửa. Ok. Bán cái này đi. Có lên luôn phát lửa không nhỉ? Ok. Quá tuyệt vời. Rồi. Thế thôi. Round sau tôi tính là có khi vẫn phải roll tiếp ấy. Roll này cho nó mạnh hẳn lên anh em ạ. Roll cho mạnh hẳn lên để giữ cái chuỗi này. Giữ chuỗi quan trọng hơn chứ. Đang có chuỗi cộng 7 cơ mà. Tại sao chúng ta không roll thêm một vài cái nữa? À ui rồi không cần roll. Thế là được rồi. Quá tuyệt vời. Thôi được rồi anh em ạ. Ok rồi nhá. Thế là chúng ta không phải làm gì nữa rồi. Quả vừa rồi roll hết tiền nó không ra. Nhưng mà cái round tiếp theo thì nó lại ra anh em ạ. Ok, bây giờ chúng ta cũng đang hết tiền. Tiết kiệm chút anh em ạ. Thực ra chơi mét bây giờ ấy, cái yêu cầu về cái mặt gọi là form đội hình mạnh ở giai đoạn đầu với giữa game nó cũng khá là quan trọng đấy. Nhưng mà tôi chơi nhiều bộ này tôi thấy cái điều đấy. Cái bộ mét bây giờ ấy, nó cần phải form mạnh để làm sao để chúng ta có thể đổi đồ cam sớm. Nếu mà chúng ta ngày trước ấy, chúng ta có cái những cái món tím ấy thì nó có thể giữ được máu. Nhiều khi nó thay bằng đồ được. Như những cái con mết này nó chỉ cần cái xích này hay cái gậy bão RO hoặc là cái trượng trích. Khi mà chúng ta đổi đồ tím là nó rất là ok rồi. Và nó có thể giữ máu được tiếp. Đấy, nhưng mà bây giờ là chúng ta bởi vì là chúng ta phải đổi đồ cam sớm để chúng ta kiếm cái gậy xanh ấy, để mà đánh cho late game nó khỏe ấy. Nên là thường là cái giai đoạn mà chúng ta đổi, ví dụ chúng ta đổi một phát nó ra cái đồ cam luôn mà là gậy xanh ấy, hay là hack thì nó không sao. Nhưng mà chỉ sợ là cái round đầu tiên ấy chúng ta đổi đồ cam nó lại chưa ra. Thì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà cái bộ mết này nó khá là yếu. Nó sẽ bị những cái bộ khác nó bắt nạt anh em ạ. Đấy. Nhiều khi là ra cái đồ mà nó không liên quan gì đến cái bộ mết thì thực sự là nó coi như là nó mất luôn cái đồ cam luôn. Trong khi đấy cái bọn mết này ngày trước là đánh chủ yếu là nó là đồ tím đúng không? Bây giờ phải đổi đồ cam. Nhưng mà trong trường hợp mà may mắn mà ra đồ cam ngon ấy, đầu game ví dụ như là ra hack hay là ra gậy xanh sớm thì nó quá yên tâm luôn. Chỉ cần ra cái gậy xanh sớm thôi là chúng ta không cần phải quan tâm đến đồ cam nữa. Những cái round sau chỉ có chăm vào cái đồ tím thôi là xong. Tức là cái đồ cam bây giờ nó là cái món trấn của cái bọn bắn trưởng này rồi. Chơi bắn trưởng là phải có cái gậy xanh. Đấy. Gần như là bây giờ là chọn là đổi đồ cam trước, sau đó mới chuyển sang đồ tím sau. Khi mà đã có gậy xanh rồi bắt đầu là đổi đồ tím dần. Chứ không đổi đồ tím bây giờ ở round 21 là gần như là không đổi đồ tím nữa. Chứ ngày trước là đến round 21 là thường sẽ đổi lấy cái xích hoặc là lấy cái trượng bão. Đấy, hai món đấy ngon. Trượng bão, xích hoặc là lấy cái gậy trích.
Mà chính bởi vì cái cách chơi của mid bây giờ lấy đồ cam ấy, nên là nó bị một cái là ở cái đoạn giữa game cái bộ mid này nó hơi đuối. Nếu mà chả may mà không ra được đồ cam, mà kể cả có ra đồ cam ấy thì nó cũng không có đồ tăng mana nhanh để mà bắn trưởng nhanh, đúng không? Thế nên cái đoạn giữa nó hơi đuối ấy. Nên là đoạn giữa chúng ta form bằng cái đội hình mạnh, cố gắng form bằng cái đội hình mà khỏe đấy, full 2 sao thì nếu mà chưa được thì phải roll. Ok. Đây là cái chống trận luôn đi. Tăng mana nhanh. Tầm này đồ cho zipper thôi. Zipper 4 đồ ngon hơn. Trận này không biết là chơi rồng mết hay là rồng ego seed đây. Mà tôi nghĩ là tôi, nếu mà tôi ra là con zipper 2 sao này tôi chơi ego seed đấy. Con thunder này nó chơi được, kết hợp với cái bộ đấy được. Yên tâm, khá là khỏe luôn. Trận này khi nào gặp Sin Witcher nhỉ? Trận này Sin Witcher rất là mạnh nhá. Có tới tận 3 con 5 đô ở trong cái đội hình đấy. Sailing Assassin này, Phantom Queen này, Kiếm Hồn. 3 con luôn. 3 con 5 đô trong một cái bộ line up siêu lết thì quá mạnh rồi. Cho thêm con rồng này vào lấy tí tăng cơ về trên. Đang có chuối có tiền là đẩy lên luôn thôi anh em ạ. Đẩy lên 8 là bình thường. Ra 17 rồi, đánh ở 8 thôi. Không biết có dư chuỗi này đến sau ra 20 không đây. Nhìn thì thế thôi nhưng mà chưa chắc đâu. Đấy, gặp thằng này được không? Vẫn ăn được. Rồi. Gặp mấy thằng mua ta 2 sao là cũng hơi ngán đấy nhá. Bây giờ mà lên 9 thì chúng ta sẽ kẹp được vào là cái gì? 6 Exit 5 rồng đấy là level 9. Nhưng mà như thế thì lại không tận dụng được cái con Thunder nhỉ. Thế là cái trận này chắc phải lên 10 sớm rồi. Lên 15 rồng, 6 Exit Thunder làm co, xòe quạt phát bay màu. Kịch bản nó sẽ là như thế. Trận này cũng có thằng đang được Eco chuỗi 12 kìa. Và hình như là có vẻ là đang lên 9 luôn đấy. Chả đánh ở 8 đâu, không biết nó chơi cái gì. Eco mà nhiều tiền như thế thì khả năng là chơi Witcher rồi. Cái con Sailing Dragon khi mà nó thay đổi cái skill của nó ấy, nó gây ra cái lượng đam rất ít luôn ấy. Anh em cứ để ý mà xem. Bắn cực kỳ là ít máu luôn. Thực sự con này phế quá rồi. Đổi quả đổi đúng đi vào lòng đất luôn. Chả hiểu sao đổi ạ. Cái bộ 5 rồng 9 mét nó cũng đâu có quá mạnh đâu để mà phải lép vào đâu. Không có. Bộ này nhiều khi là còn trước khi end lép còn chả ai chơi cơ mà. May lắm mới có một người chơi. Thế mà rồi cuối cùng là vẫn giảm thêm một phát nữa. Giảm sức mạnh bộ này làm gì không biết. Tại sao không phải là giảm sức mạnh bộ Exit với cả con cung nhỉ? Mueta với cả Exit đang làm mưa làm gió. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ai cũng chơi. Nhà nhà chơi, người người chơi luôn. Quá dễ chơi ấy. Thì cái bộ đấy không giảm. Đi giảm mấy cái bộ cửa nai chả ai chơi cũng giảm luôn ạ. Sức mạnh live deadline giảm mấy lần rồi. Một cái bộ không ai chơi thì giảm, một cái bộ thì nói chung là nhiều người chơi, nhiều người spam thì chả thấy giảm cái gì. Tầm này round 21 là có thể lên 9 được rồi. Lên 9 là thiếu một con rồng, nhưng mà có đủ 6 Exit rồi. Tôi nghĩ là lên 9 mà có đủ 6 Exit là chúng ta vẫn mạnh anh em ạ. Trong trường hợp mà check bài đối thủ mà mạnh quá mới phải roll thôi, kiếm 5 rồng. Nhưng mà nếu mà đánh ở level 9 ý là không nhét được cái con Thunder này đâu. Con Thunder 2 sao sẽ không tận dụng được. Ở trong cái bộ này thì chắc chỉ có con Lick là thay thế được cho con Thunder thôi anh em ạ. Hoặc là con Bomb 2 sao. Chứ còn những cái con khác thì cái vai trò nó không thể thay thế cho con Thunder.
Có một vài con cũng gây được đam ấy, nhưng mà không nhiều. Thunder cầm đồ bắn trưởng là đóng vai trò quyết định. Exit này đủ 6 exit luôn. Cái bộ 6 exit nó cũng là con dao hai lưỡi đấy nha em nhá. Khi bỏ cái bộ 6 exit vào thì những cái con mà không thuộc tộc hệ exit ấy là nó sẽ bị chia đôi máu, bất kể là quân địch hay quân ta. Nên là đội hình này nó có khá nhiều con, thậm chí là còn có Thunder là con co chính. Mấy con không thuộc exit nó sẽ bị chia đôi máu, có Thunder chẳng hạn. Chia đôi cái lượng máu luôn đấy. Bây giờ mà liều mình đổi đồ cam phát được không? Cảm giác bây giờ đổi đồ cam luôn thì chưa phê cho lắm. Bình tĩnh, 1-2 round nữa anh em ạ. Giờ đổi đồ cam luôn bị một cái là sẽ mất cái món đồ mà tăng mana nhanh đầu game. Bắn trưởng mà chưa có 5 rồng hơi chậm. Hiện tại là tôi đã có 4 rồng đấy, thiếu một con thôi. Dragon Clay hoặc rồng 5 đô. Nhưng mà tốt nhất là xin những con rồng 5 đô. Rồng 5 đô bây giờ ghép vào cái bộ này solo lên game hơi ngon luôn. Hai mươi mốt tôi vẫn giành chiến thắng anh em ạ. Quá hay. Ra hai con ngựa human nhưng mà chưa có được Dragon Clay. Rồi. Cái con quan trọng nhất thì không ra. Chịu. Trận này là tôi còn thiếu mỗi con Dragon Clay thôi là đủ bộ rồi. Thế nên là chắc là tôi cũng sẽ chơi Exit thôi, chứ còn không chuyển qua cái bộ mết nữa anh em nhé. 5 rồng 6 mết hay 5 rồng 9 mết thì bây giờ không có cái cơ hội lên được nữa rồi. Đấy, bây giờ mới ra human thì nó không kịp nữa rồi anh em ạ. Bây giờ mua human về cộng cho mỗi ra một quyển sách thì cũng không lên được 11. Bây giờ mà bỏ human vào là thua ngay. Đấy, nên thôi. Tập này thua không? Ăn được lốt không? Lốt đâu này đi. Này cũng lên level 9 rồi. Đấy. Rồi. Chắc là vẫn ăn được thôi. Được. Quá tuyệt vời anh em ạ. Hay quá nhờ. Gặp thằng 9 Exit. Đấy, nhưng mà nó chưa đủ 9. Nó vẫn chưa form đủ 9 Exit. Quả hết hồn đấy. Rồi, lên 10 luôn. Khi mà chúng ta chưa có rồng thì chúng ta có một con dơ so để có thể tăng mana được. Cái con Thunder tôi sẽ tung trưởng nhanh hơn. Bây giờ tôi thấy nó tung trưởng vẫn khá là chậm. Chưa đủ nhanh, cần phải nhanh hơn nữa. Ủa, này cặp cá này. Assassin, gấu Assassin 2 sao rồi. Tôi thua rồi. Thằng này ăn nổi không nhỉ? Ơ, vẫn ăn được đấy. Điều thật. Sao nó lại có thể tuyệt vời đến như thế nhỉ? Chả nhẽ lại 100% máu đến tận round 25 sao? Hay là 100% máu đến hết game không? Có bao giờ như thế không? Hy vọng là điều đấy sẽ xảy ra. Con Battleman này bây giờ cũng không có slot cho vào đâu. Ở level 10 chúng ta ra được cái con Dragon Clay cho vào thôi. 5 rồng. Cái bộ này chỉ kẹp được thêm một con đấy anh em ạ. 5 rồng 6 Exit thì kẹp thêm một con co. Ví dụ như là Thunder này hoặc là Zerp. Bom, chỉ lại có cả bom nữa nhá. Thế nên là không có slot cho Battleman đâu. À, thôi, không mua nữa. Cố lên nào, nốt ra này thôi anh em ạ. Cố lên. Thằng này ăn được không? Ui, khó rồi anh em ạ. 9 phe giờ, 9 phe giờ khó. 9 phe giờ cây 3 rồi. Ăn nổi không? Khó. Mất rồi, mất chuỗi rồi.
Thằng này nó cũng đang có chuôi, nó rất là mạnh đấy. Thằng này là cái thằng Eco anh em ạ. Nó Eco xong bây giờ nó lên được 9, nó form đủ bộ 9 phe giờ là nó đánh là nó có chuỗi luôn. Đầu game này Eco mà. Dã man nhỉ. Thế thằng này nó cực xanh luôn. Level 9 50 tiền. Sắp lên 10 rồi. Trận này gặp 9 phe giờ thì nói chung là cũng không ngán lắm. Late game không biết là có chuyển sang cái gì không. 9 phe giờ thì bộ Exit này không ngại đâu. Thằng Beat sắp đi rồi kìa. Meta này không lên chơi Beat anh em ạ. Mấy thằng Assassin sắp đi rồi. Hy vọng là nó đi trước khi nó form là cái bộ Sailing Assassin 2 sao cái Witcher. Form là bộ đấy là cũng khá là căng ấy. Rồi roll nha anh em nhá. Kiếm mấy con Drone Clive kìa đã. Tầm này phải chơi cái bộ đủ bộ à. Bom thôi anh em nhá, không có tiền đâu. Có Thunder rồi. À đây, Wizard đây. Hai con này cũng được. Tạm. Ok. Gương à. Thôi đổi đồ cam. Hơi phân vân như cái búa xét nhưng mà thôi, vứt luôn. Đây rồi. Anh em biết tại sao tôi phân vân giữa cái búa xét với cả cái giáp phản không? Tí nữa late game ấy tôi nghi là bọn nó sẽ chuyển sang là Witcher. Đấy, nên là Witcher kẹp với cả Assassin thì một cái giáp phản này nó cũng khá là ok đấy. Nó đánh vào chúng ta nó phản lại chết luôn. Đấy, gặp thằng Beat này. Bây giờ tôi có gậy xanh rồi bạn ơi. Năm dòng gậy xanh Beat đi đầu tiên luôn. Cái bộ Beat bây giờ yếu lắm anh em ạ. Có thể nói là gần đáy xã hội. Chắc chỉ hơn được bộ Knight thôi. Rèn luôn đi. Trận này không sao là trụng chó đâu, yên tâm. Cái ngọc phản ấy, cái giáp phản ấy là phải giữ lại đấy. Cho đến khi chúng ta chắc chắn là không thằng nào chơi Assassin. Assassin Witcher. Cái thằng 0609 kia nó lên được 10 rồi. Nó sẽ chuyển sang được là Assassin Witcher. Đấy. Nó chuyển sang nó sẽ xả hết tiền nó chuyển thôi thì chắc chắn chuyển được. Nhưng mà hy vọng là nó sẽ chưa ra Sailing Assassin 2 sao. Lên được Assassin 2 sao rất sợ, rất là đáng sợ luôn. Đây này, gặp rồi này. Đấy, chuyển sang Witcher rồi. Nhưng mà một con gấu 2 sao thì cũng đáng sợ đấy anh em ạ. Ây à, cũng căng. Chưa ra con rồng nhỉ. Bây giờ toàn Exit thôi. Có thằng Assassin. Thằng này Assassin có con gấu 2 sao này thì nói chung là bây giờ thì đáng sợ thôi. Chứ late game thì cái con này nó cũng không đáng sợ đâu. À nhưng mà bây giờ nó có cái gậy xanh. Meta này nó có cái gậy xanh là cho con gấu đấy thì nó cũng khá đáng sợ đấy anh em ạ. Gậy xanh mà cho gấu Assassin lên được 3 sao thì cũng căng. Chém đau lắm. Còn đấy lên 3 sao khác hẳn luôn. Khác hẳn 2 sao đấy anh em ạ. Cái lượng đam nó cộng thêm vào là nó là 500 đam. Đấy. Nhảy phát là gây ra 500 đam rồi. Nó khác hẳn với con 2 sao. 2 sao thì thêm được có gần 200 đam thôi, không đáng kể. Con kia gấp đôi luôn. Nhảy phát là bay màu. Đấy, cái bọn này bây giờ không sợ nữa rồi. Ăn được, cắt chuối. Hay. Được luôn. Được luôn. Được luôn. Hay quá. Ơ, có được không? Trông vẫn khó nhỉ. Xoay quạt phát nữa nào. Được không? Được chứ. Ok.
chém phát đầy máu luôn kìa. Điều thế nhờ. Xòe quạt phát nữa đi. Ok. Ok. Điều quá đi mất thôi anh em ạ. Khỏe thế. Okay. Không ăn được luôn. Thằng này có cái ấy rồi. Có cái cầu vực thẳm rồi anh em ạ. Thảo nào. Ôi ra bom nhiều ấy nhờ. Bom này tôi nghĩ là cũng lên được 2 thì cho vào thì thành bom 3 thì cũng uy tín đấy. Cũng được. Làm quả con bom 3 nhỉ. Bom 3 RO đúng không? Bom 3 RO kết hợp với 6 Exit. Thế là vừa lấy tôi lại bỏ qua một con bom mà không mua ấy. Lấy là về căn bản là chưa có form được cái bộ 5 rồng nên là đang dành tiền để roll 5 rồng. Roll được 5 rồng rồi thì bây giờ tích tiền được rồi. Cái tầm này cũng không cần xả nữa anh em ạ. Đủ bộ là giữ máu được là thôi. Ngừng lại xong tiết kiệm rồi. Này Exit thằng này cũng 3 rồng đấy. Nhưng mà làm sao mà mạnh bằng 5 rồng được. 9 Exit. Vô tư bạn ơi. Ok đi luôn rồi. Xòe cái phát đi hết. Cái thằng phết nhờ, có thằng cắt chuỗi được của thằng Feather rồi kìa. Ui thằng Assassin cắt chuỗi được của Feather ạ. Căng nhờ. Assassin thế nào mà lại cắt chuỗi được thằng 9 Feather nhá. À, nó lấy được cái gậy như ý. Cái con cầu nó lấy được gậy như ý anh em ạ, thảo nào. Thế chắc là tôi là phải là cái người mà giải quyết cái thằng đấy đâu. Chỉ coi như là dựa vào chính bản thân mình thôi. Chứ còn không dựa vào người khác rồi. Tôi cứ nghĩ là có người là xử hộ nhưng mà không được rồi. Có cái thằng top 3 giờ đang đánh chuyện thua anh em ạ. Không hy vọng gì coi như là tiêu diệt được cái thằng Assassin Witcher đâu. Khó lắm. Bây giờ chỉ có thể là chính bản thân mình thôi. Nhưng mà nó cũng khó đấy. Ngày trước là dễ hơn. Lấy cái đũa phép hay là lấy cái đồ ô nhỉ. Rồi. Không dại gì mà random đâu. Random mà nó không ra được thì chết. Không có đồ thì toang. Nó vẫn phải là có đồ đã. Thực ra nói là để mà xử được cái thằng Assassin Witcher ấy, thì ở meta này nó khó hơn. Như ở trong meta trước là con Sailing Dragon nó có cái khả năng là khóa mục tiêu với một cái con co đánh tay đấy, giảm 75% sức mạnh tấn công đấy. Thì cái lúc đấy thì rất là dễ để counter vào mấy cái thằng kiểu đánh tay như này. Rồi, thôi bỏ bọn fake rồi thôi. Chơi hàng Ryu luôn. Được không? Clay 2 sao này. Này đủ dày chưa? Thằng này nó còn kẹp được cả Kira. Sailing Assassin 2 sao rồi. Khó. Thằng này Sailing 2 sao có Kira anh em ạ. Có đồ Kira. Thế thì không có đam kết liễu thằng này. Không mất máu nào luôn. Dã man. Có Thunder tôi đồ thế giới ấy chứ đâu có yếu đâu. Nhưng mà thằng này nó vừa có cái đồ Kira, nó lại vừa có cầu vực thẳm anh em ạ. Bắn nó không mất máu luôn. Hai cái hút máu cuối. Đánh không mất máu luôn mà. Thôi thằng đấy nó lại mạnh rồi. Tôi nghĩ thằng đấy nó chính là cái thằng xử cái thằng Assassin đấy. Sailing Assassin bây giờ không yếu đâu nhá. Con đấy nó bây giờ nó có Kira vào thì nó tương đương với Witcher đó. Có đồ Kira cực khỏe luôn. Bởi vì cái bộ đấy nó toàn 3 sao mà. Lướt toàn những con 3 sao thôi anh em ạ. Trong quá trình lên level 10 là nó đã kiếm được hai con Druid 3 sao rồi. Tí nữa kiếm thêm con thỏ 3 sao với cả con Shadow 3 sao nữa. Thì phải nói là nó quá là kinh khủng luôn. Đam to này xong máu lại trâu chứ. Toàn lướt 3 sao vào người mà. Càng đấy. Rồi thằng này kết liễu nổi không? Ê à, chém đau thật đấy. Ôi nó có BKB nữa. Không ăn được rồi.
Riêng cái thằng 06 đấy là lại phải nhờ cái thằng Nhật Bản tiêu diệt hộ. Trung Quốc còn 6 máu chắc là sống được một round nữa. Round này có đi luôn không? Đi luôn thì tốt. Đi luôn đi để cho cái thằng Nhật Bản nó tiêu diệt lốt cái thằng 06 ấy. Mẹ cái thằng Nhật Bản bây giờ có khi là vớ vẩn nó lui con Sailing 3 sao rồi cũng lên. Anh em ạ. Bây giờ là đang có Sailing 2 rồi. Mà tiền thì 50 tiền thì kia. Level 10 50 tiền thì cái khả năng mà đánh kéo late game mà nó lên được cái con Sailing 3 ấy. Trông có vẻ rất là nhởn nha luôn nhá. Đánh rất nhởn nha luôn. 9 phe giờ xong rồi lại còn có Akira nữa. Hoa à. Ai à. Thế thì kéo càng kéo dài thì càng là dễ lên được con Sailing 3 sao. Cái bọn phe giờ nó có một cái hay đấy là nếu mà chơi kéo lết ấy mà chơi kiểu đấy là nó sẽ full 3 sao luôn. Xong rồi lấy Okira nó nuốt hết những con 3 sao. Tí nữa là nó sẽ lấy thêm con Shadow 3 sao với cả con Thỏ 3 sao đấy. Đánh là chỉ có cầm hòa đấy mà. Hòa hoặc thắng thôi. Thua là rất khó. Bóng ra liên tục. Thua là rất khó. Chỉ có hòa hoặc là thắng đấy. Thế nó cứ kéo đến lúc mà nó full 3 sao nó thắng thôi. Chơi điêu thật. Cái đội hình điêu thật đấy. Tôi thì cứ phải xả hết cả tiền để tôi kết liễu bọn nó. Tôi vội lắm rồi đấy. Tôi rất vội rồi đấy. Rồi thằng này đi luôn không? Đi luôn không? Có bất diệt. Rồi xong đi, xong đi. Không, giải quyết xong này rồi. Cùng là Exit nhưng mà tới chơi bắn trưởng. Ok. 9 Exit bắn vào thì có zombie hiện ra đâu. Bởi vì tôi chính là zombie. Tôi là Exit. Ơ đấy anh em thấy chưa? Solo luôn, hay quá nhỉ. Được rồi. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa. Đánh khó đấy, không dễ đâu. Rồi đây rồi. Cái thằng Assassin Witcher thậm chí nó có đồ chống lé rồi đấy nhá. Mà nó còn không ăn được thằng này cơ mà. Thằng này nó rất là nhây luôn. Nó chỉ cần lọt một con thôi là nó đi rồi. À đây, đây từ từ, đây đây. Con này cần nhá. Cái con Thunder ấy. Late game một khi bỏ. Con này bây giờ nó chỉ giữ máu đến khi mà tôi ra con Doom 2 thôi anh em ạ. Cho Thunder bây giờ là không có slot nhét vào rồi. Bắt buộc cái slot thứ 10 ấy, nó phải là slot của con Doom. Bây giờ phải có Doom mới ăn được. Con Thunder này nó có thể clear được cái bọn kia. Nhưng mà riêng cái con này nó lại không mất máu. Đấy mà cái con này, con Sailing này này, nó trụ được, nó gọi ra bóng, nó đánh ngược lại luôn. Anh em nhìn kìa, trời ơi. Khó chịu chưa. 9 Feather này, 9 Feather hàng real nó mạnh hơn cái 9 Feather hàng fake rất là nhiều. Bởi vì nó là sao, nó kẹp được Kira anh em ạ. Nó kẹp được Kira. Khó chịu chưa. Máu mà ở đây là đã có Exit chia đôi máu rồi mà máu vẫn còn 3k đấy kia thì làm sao mà kết liễu được đấy. Hai cái hút máu ạ. Ngoài ra nó lại cầm thêm cả cái món cỏ bốn lá nữa chứ. Cỏ bốn lá nó tăng cái khả năng né tránh của nó lên. Thế mới gọi là khó chịu. Đánh toàn trượt. Cái cỏ bốn lá mà cầm trong cái bộ 9 Feather thì vừa tăng khả năng né tránh này, lại vừa tăng cái khả năng gọi bóng ra nữa. Đấy. Nó lại thế cơ. Rất khó chịu. Trận này thì nói chung là chắc là phải kiếm cái con Doom 2 sao mới bỏ vào thôi. Chứ còn Thunder bây giờ cũng là 3 sao rồi chứ có phải là 2 sao đâu, đúng không? Cầm cái gậy xanh nó là 3 sao rồi đấy. 3 sao RO rồi đấy. Toàn đồ sát thương phép này còn không ăn được. Không có khả năng kết liễu anh em ạ. Ánh mắt AZ này. Được, món này có khả năng giảm hồi máu của đối thủ. Đổi đồ cam luôn anh em nhá. Kiếm cái gậy hack ấy.
không có gậy hack. Random thôi. À hay lấy cái bất diệt, bất diệt cũng ngon. Từ từ đã. Từ từ, cái bất diệt là cũng ngon đấy nhá, không vứt đi được. Round này mà random mà không có bất diệt thì cũng nguy. Rồi thôi, chuyển đổi cho con này đó. Ok. Tôi nghĩ là bây giờ chỉ có thể chuyển đồ cho cái con ác mộng thì may ra mới ăn được. Nhưng con Thunder bây giờ đuối rồi. Thunder không có khả năng kết liễu bởi vì nó chỉ xòe quạt được 2 lần thôi mà, đúng không? Con này là gây đam liên tục, nó sẽ vứt được cái giáp. Đấy, anh em thấy không? Chơi bằng cái con ác mộng này nó sẽ phá được cái giáp rất nhanh. Còn con Thunder thì nó không phá được giáp anh em ạ. Chơi ác mộng này là có thể phá giáp của xe linh, sau đó là dồn đam thôi. Ok, ok. Lực này mày có chết được không? Được chưa. Nó vẫn rất trâu. Rồi, đã phải bật bất diệt lên rồi. Khác biệt ngay. Ui giời, thông tạo 10 khác. Chơi đội hình gì cũng biết cái key của nó anh em ạ. Cái vấn đề là cái key của đội hình thôi. Sức mạnh của đội hình chỉ có thể phát huy được tối đa khi mà chúng ta am hiểu về nó. Anh em công nhận không? Ok đấy, bây giờ là cầm hòa đã này. Rồi kiếm con Doom 2 và là xong. Bom 2 à? Thử phát. Chưa có Doom 2 chơi tạm anh em nhá. Bom 2 hơn con này đấy. Con Thunder đấy. Rồi đồ này cho con này. Ok. Cái con bom thì nó cầm đồ nó không được hưởng cái sức mạnh của những cái đồ này đâu. Do cái con này nó là đam vật lý. Đấy, nó không phải đam phép. Nên là cầm vào nó không tăng sức mạnh được. Bom lổ trông cảm giác không thốn lắm nhỉ anh em nhỉ. Mất có tí máu luôn ạ. 2k máu. Không ăn thua. Nói chung là bom 2 giờ vứt đi thôi. Rồi, xong rồi đấy. Bất diệt lên là xong rồi đấy. Ê à, nó vẫn rất trâu nhá. Xong chưa. Khác biệt ngay. Ui, bật cái bì lên rồi. Chê thua. Thế thì thua. Ơ, tớ cũng có bất diệt mà. Hòa không. Nhây đấy, cả hai bên đều rất nhây. Rồi sao? À, càng đấy. Ủa, càng đấy nhở. Lại bật giáp. Càng đấy. Hòa với kinh như. Cầm hòa luôn anh em ạ. Cái kiểu như thế này là nếu mà ra Doom 2 là thắng đấy. Bây giờ là chỉ là có ra hay không thôi. Doom này mày ra hộ tao nhá. Đây rồi, ui giời ơi, quá tuyệt vời. Xong rồi anh em ạ. Chắc chắn nó sẽ là một cái chiến thắng ở round này. Cái round trước mà cầm hòa được round này có Doom thì nó sẽ Doom vào cái con Sailing 2 sao thôi. Bởi vì là nó là con to tiền nhất. Sailing Assassin 2 sao bây giờ nó đang là 8 tiền. Đấy, con duy nhất ở trên bàn cờ nó là 8 tiền nên là chắc chắn nó sẽ bị Doom. Ok. Xong chưa còn gì nữa. Thế là xong rồi đấy. Chắc chắn là xong rồi đấy. Khác biệt chưa. Doom tiếp. Ồ, Doom được lần thứ hai rồi. Bất diệt lên rồi bạn chỉ có chết. Nhìn xem còn bao nhiêu quân. Xong chưa. Trời ơi, đẩy nhiều luôn anh em ạ. Cho con Doom vào khác biệt luôn. Còn 13 máu. Round này kết liễu được thì càng tốt này. Kết liễu được không? Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi, hay quá nhỉ. Đấy, bạn làm gì làm đi. Giờ chỉ cần là con Doom nó vào, Doom trúng vào con Sailing thôi là ngon rồi. Đang cố gắng roll ra con Sailing 3 sao ấy. Rồi.
Nó giờ nó đã thêm một con Shadow 3 sao rồi. Lút được thêm con Shadow à. Đam rất to luôn. Máu trâu đam to. Thôi chết rồi. Round này con Doom của tôi nó đi rồi. Thế thì lại không ăn được. Ăn nổi không? Doom đi rồi chắc là khó. Chỉ hòa thôi nhỉ. À vẫn có thể cấu máu nó hết máu rồi kìa. Được không? Cho đi luôn round này đi. Khó anh em ạ. Nó bật BKB lên. Với cả bây giờ nó có khả năng hồi chiêu với cả sử dụng skill nên là chúng ta không kết liễu nổi. Cái giáp của nó khó chịu lắm. Đấy, nó bật liên tục mà. Bật liên tục luôn. Vừa có khả năng tránh né vừa bật giáp. Có bất diệt, có BKB. Khó. Trừ khi là con Doom còn sống thì mới ăn được. Vậy là kéo dài đến ra sau ra 40. Khó chịu phết anh em nhỉ. Khó chịu đấy. Khó chịu đấy. Late game con ấy nó sẽ có đồ đấy, nó sẽ tiếp tục là có những cái món đồ cam. Chúng ta thì bây giờ nó là mắc binh rồi. Đồ bây giờ không thêm được cái gì ngon nữa rồi. Càng về late game càng khó. Đồ bây giờ là mắc binh rồi đấy. Giờ cho chỉ có cái xích thôi nhỉ. Để xem là còn cái món đồ gì lấy được. Đồ bây giờ lấy đồ cam thì cũng hết rồi. Bây giờ chỉ lấy đồ tím thôi. Đồ cam chắc còn cái búa xét cho con rồng. À ôi được anh em ơi. Từ từ nhá. Hay búa bình minh. Búa bình minh ngon hơn đấy. Búa bình minh này cái cooldown của nó chỉ có 7 giây thôi anh em ạ. Và chắc chắn là focus được vào cái con tướng Sailing. Được được được. Thôi không đổi cái món đồ gì ra cam nữa anh em nhá. Những cái đồ này nó là perfect rồi. Lấy cái búa bình minh này nhá. Tôi ra tôi bắt luôn con Sailing luôn. Vào phát là stun nó luôn anh em ạ. Không cho nó đánh. Còn có 4 máu đây anh em ạ. Chỉ cần lọt một con thôi là chiến thắng. Ăn nổi không? Mày chết. Rồi. Vào luôn. Được chưa? Không được, nó gọi bóng ra. Không stun được vào con chính à? Doom rồi. Hay quá. Ăn Doom rồi nhá. Quả vừa rồi Doom trượt đấy. May. Rồi ok. Có búa bình minh khác biệt luôn anh em ạ. Đừng ghi mình chết ạ. Thề. Có búa bình minh khác biệt luôn. Rồi, vẫn còn búa ở đây. Xong chưa? Thôi xong rồi. Ui giời ơi, mệt mỏi với cả con này quá đi mất tôi. Sailing Assassin nó nhây thật đấy. May mà nó chưa lên được 3 sao anh em ạ. Quá tuyệt vời. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Khi mà ra được 3 con Dazzleric 3 sao thì không có đồ thì vẫn có thể chiến thắng anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem siêu phẩm trong tuần vừa qua anh em nhé. Một trong những siêu phẩm rất là hay, căng thẳng kịch tính đến giây phút cuối cùng luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như ở link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.